Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 24 tháng 10 năm 2021, phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mưa vài nơi, chiều hứng nắng, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vài nơi, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, phía Nam có nơi trên 27 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ.